Xin chào các bạn đã quay trở lại với bản tin của Đại học Thăng Long. Và tôi là Nhã Linh, người sẽ đem tới cho các bạn những thông tin mới nhất và chính xác nhất về những hoạt động tại TLU. Vừa rồi các bạn vừa thấy một video theo trend với hashtag biến hình đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok. Và một tin rất hot là Đại học Thăng Long cuối cùng đã gia nhập vào TikTok rồi đây. Hãy nhanh tay follow tài khoản TikTok Thăng Long University để đón chờ những bất ngờ mà Đại học Thăng Long đem tới cho các bạn nhé. Trong bản tin số này, thay vì cùng với Thăng Long News điểm lại những hoạt động nổi bật của TLU thì hãy cùng với đội ngũ của chúng tôi giải đáp thắc mắc cho các sĩ tử trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới nhé. Và tôi là Nhã Linh, người vừa mới biến hình để trở lại đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin của Đại học Thăng Long. Ngày 21 tháng 6 vừa qua, Trường Đại học Thăng Long tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2020. Phòng quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện cùng với sự giúp sức của các giảng viên và sinh viên trong trường đã có một buổi tư vấn và giải đáp thắc mắc của các bậc phụ huynh, các thí sinh về ngành nghề cũng như là thông tin khác về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất của Trường Đại học Thăng Long. Trong 3 ngày từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, những sinh viên ngành thanh nhạc đã biểu diễn những tiết mục đặc sắc, sôi động, thể hiện được sự năng động, trẻ trung, nhiệt huyết trong chương trình biểu diễn kết quả cuối năm. Đây cũng là cơ hội để các sinh viên làm quen đối với những chương trình biểu diễn chuyên nghiệp. Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Thăng Long đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ năm 2020-2025. Đại hội đã bầu ra những đảng viên ưu tú, lãnh đạo, chi bộ trong tương lai. Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Thăng Long lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2023 đã diễn ra trong không khí hân hoan của sinh viên Thăng Long nói riêng và sinh viên thủ đô nói chung. Mùa hè năm 2020, đội sinh viên tình nguyện Đại học Thăng Long tổ chức hoạt động đầy ý nghĩa Hành trang cho em năm 2020. Điểm đến của chiến dịch mùa hè xanh năm 2020 là xã Đồng Trung, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, một trong những xã khó khăn nhất thuộc diện 135 của chính phủ. Vừa rồi là phần điểm tin nhanh cho bản tin của Đại học Thăng Long và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua chuyên mục mới của Thăng Long Studio giải đáp câu hỏi tuyển sinh của Đại học Thăng Long năm 2020. Câu hỏi đầu tiên tuy không mới nhưng vẫn được rất nhiều các sĩ tử thắc mắc là Trường Đại học Thăng Long có những hình thức xét tuyển nào cho năm học 2020? Trường Đại học Thăng Long công bố hình thức xét tuyển cho năm học 2020 theo 4 hình thức. Đầu tiên là xét hồ sơ nguyện vọng thi Trung học Phổ thông Quốc gia chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thứ hai là xét học bạ với nhóm ngành khoa học sức khỏe bao gồm điều dưỡng, dinh dưỡng. Thứ ba, xét học bạ kết hợp với thi năng khiếu với ngành thanh nhạc. Thứ tư, quy đổi điểm tiếng Anh bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Khi bản tin này lên sóng thì thời gian đăng ký hồ sơ nguyện vọng thi Trung học Phổ thông Quốc gia đã hết. Tuy nhiên thì các sĩ tử đừng quá lo lắng khi các bạn còn có một lần thay đổi nguyện vọng sau khi biết kết quả thi. Thời gian được thay đổi nguyện vọng sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 đến hết ngày 16 tháng 9 nếu thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến. Và từ ngày 9 tháng 9 đến hết ngày 18 tháng 9 nếu thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu đăng ký xét tuyển. Mức học phí ở Đại học Thăng Long như thế nào? Mức học phí trung bình của Đại học Thăng Long là từ 22 triệu đến 24 triệu đồng mỗi năm. Riêng đối với ngành truyền thông đa phương tiện, học phí sẽ hơn khoảng 27 triệu một năm. Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm sẽ không vượt quá 5%. Sinh viên Đại học Thăng Long trong một năm học sẽ theo 3 kỳ, mỗi kỳ gồm có 12 tuần học và thi cuối kỳ. Số tiền học mỗi kỳ dao động theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học. Thông thường thì tiền học mỗi kỳ sẽ khoảng từ 7 cho tới 8 triệu đồng. Ngoài tiền học phí, nhà trường không thu thêm các khoản phát sinh. Các cách để tra cứu thông tin tuyển sinh và xin tư vấn tuyển sinh. Để tra cứu thông tin tuyển sinh, các bạn thí sinh có thể truy cập vào trong website thanglong.edu.vn và tìm vào thông tin tuyển sinh nhà trường đăng tải. Cách thứ hai là thí sinh inbox trực tiếp với fanpage Thăng Long University ở Facebook hoặc gọi đến tổng đài tư vấn tuyển sinh 024-9999-1988. Cách tính điểm các ngành trong trường như thế nào? Một trong những câu hỏi thí sinh băn khoăn nhất là cách tính điểm các ngành trong trường Đại học Thăng Long như thế nào? Nhìn chung thì cách tính điểm phổ biến nhất vẫn là tính tổng 3 môn thành phần không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên nếu có. Sự khác biệt đến từ hai nhóm ngành ngôn ngữ và toán tin cũng thể như sau. Thứ nhất, đối với ngành ngôn ngữ,
đối với ngành ngôn ngữ chung ở khối D01, tổng điểm 3 môn không nhân hệ số. Ở khối D04, điểm tiếng Trung nhân 2 cộng với điểm toán và văn, tất cả cùng nhân với 3/4. Đối với ngành ngôn ngữ Nhật, ở khối D01 không nhân hệ số. Ở khối D06, điểm tiếng Nhật nhân 2 cộng điểm toán, điểm văn, tất cả cùng nhân với 3/4. Đối với ngành ngôn ngữ Anh, ở khối D01, điểm tiếng Anh nhân 2 cộng với điểm toán và điểm văn, tất cả nhân với 3/4. Đối với ngành ngôn ngữ Hàn, ở khối D01, tổng điểm 3 môn không nhân hệ số. Thứ hai là đối với ngành toán tin, ở khối A00, điểm toán nhân 2 cộng điểm lý cộng điểm hóa, tất cả cùng nhân với 3/4. Ở khối A01, điểm toán nhân 2 cộng điểm lý cộng điểm Anh, tất cả nhân với 3/4. Việc nhân với 3/4 để quy đổi tất cả điểm về theo thang 30 theo quy định chung. Vừa rồi là bản tin của Đại học Thăng Long trong tháng 6 vừa qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.